Xin chào các bác, thì thể theo yêu cầu của rất là nhiều bác thì hôm nay em sẽ so sánh cho các bác giữa hai chiếc SUV, một chiếc BRE chạy bát hai tổ 3600W SUV hầm. Đấy, SUV hầm và một chiếc BRE SUV mặt. Đấy, thì xem chất con nào hay và chất con nào phù hợp hơn để dùng cho các bác. Ví dụ các bác dùng gia đình thì các bác nên dùng con này. Còn các bác nào muốn khẩu gấu hơn, đánh ba đánh bắp hoặc là đánh cái phòng hát gấu chơi con này. Đấy, thì bây giờ em sẽ đi tháo cho các bác xem và em sẽ so sánh chất âm của hai mẫu này cho các bác cùng xem nhé. Ok, thì bây giờ em sẽ tháo cho các bác xem hai chiếc SUV khủng long này. Một là con BRE hầm này nhá, và một là con BRE mặt. Đấy, con BRE hầm nó là 1600 này, 1600W. Đấy, còn con BRE mặt thì nó 1000 thôi. Đây, sẽ tháo cho các bác xem. Đây là cái tấm ấy của nó nhá. Tại sao nó là 1600 thì các bác nhìn cái bát các bác biết rồi. Đây là sử dụng một cái bát Taito. Bát này là từ 220, nó là côn 101, em sẽ tháo cho các bác nhìn nhá, hàng xịn các bác thùng này, nhìn cái thùng vách này. Thùng cái gỗ này gỗ bạch dương, rất là cao cấp luôn. Bắn nó không ra đâu luôn, rất là chắc. Rất là chắc. Cái bát này nó là bát Phaito và công suất max của nó là 3200W. Đấy. 3200W, nó rất là khủng. Thực sự rất là chắc. Đánh thì nó khủng khiếp luôn. Nói chung là cả hai mẫu này thì các bác cũng thuộc dạng là khá là khủng. Dành cho những bác nào dân chơi và chịu chơi. Đấy, những con loa mà các bác mà chơi những con loa 40 khủng thì phải lên chơi những cái loại súp này thì nó mới đáng. Siêu súp luôn. Nguyên bụi nhưng mà nó còn rất là đẹp các bạn ạ. Thì đẹp luôn. Thì thực ra là hàng bãi mà nó không bụi, không phải là bãi. Đấy, nhưng mà nhìn cái loa này, nhìn cái cồn nó nhá. Cồn nó này. Đấy, khủng khiếp luôn. Đây, cùng nhìn cái cồn và cái dây của nó này. Đó, rất là kinh khủng. Con này cồn là 101. Cồn 101 các bác nhé. Đây, này nó có cái này, nó có đè ở đây để cho nó ấn vào cái nhện này thì cực kỳ cứng, rất là khủng khiếp. Và các bác nhìn cái độ dày của từ nhá. Đấy, cái bát Phaito này thì không có gì để chê trách và không có gì để nói nó nữa rồi. Khủng long bảo chúa. Và các bác nhìn cái thùng này. Thùng này thì nó ở mặt sau nó dày đến 4 phân. Đấy. Còn đây, nguyên cái bụi bên trong. Nguyên chất bụi luôn. Phải nói là loa này có rất là đẹp các bác nhé. Rất là đẹp và rất là mới. Có rất là đẹp. Cái này là 12 triệu của một chiếc. Đó. Tiếp tục sang cái chiếc BRE khủng khiếp này. Con này là súp mặt thì nó sẽ êm hơn các bác nhá, có nghĩa là đánh nó sẽ không thể là bạo lực bằng con kia được. Con này đánh nó phục vụ các bác là nó thích kiểu là nghe cái độ sâu, độ êm, du dương chơi con này. Còn con kia thì nó khủng khiếp quá. Con này là màng carbon các bác nhá. Cũng là bát 50 từ 300, con này từ thì khủng.
Con này thì nó lại khủng. Đây các bác nhìn cái côn. Đấy, côn 150 các bác nhá. Đấy. Côn 150 rất là khủng. Đây, nhìn cả cái dây đồng ở bên trong luôn, vẫn nhìn rõ luôn. Đây, nhìn cái dây đồng. Đấy, các bác nào nhìn tinh tinh thì nhìn cái dây đồng của nó trong, đúng không? Đây, từ của nó. Từ thì khủng khiếp luôn, được căng tay chưa hết, đúng không? Đây em sẽ bây giờ em đặt sang bên này, so sánh cho các bác nhìn hai con này. Đây là Kaito, còn đây là bát của BZE. Đấy. Đây là bát của Kaito. Rồi bây giờ sẽ cho các bác xem cái độ sâu của hai cái con bát này nhá. Về độ sâu thì các bác cũng có thể nhìn, thì nói chung là nó cũng xem nhau. Rồi, xem nhau. Về cái độ chất thì bát Kaito nó sẽ đắt tiền hơn, chất hơn. Côn nó chỉ là 1.1 thôi. Độ dày của từ này. Đấy, độ dày của từ con này từ dày hơn. Đấy, con này nhìn cái côn, các bạn nhìn cái côn toàn hóng ở trong luôn. Đấy, tùy nhu cầu để các bác sử dụng một trong hai con này thì em sẽ đi đánh thử cho các bác xem là chất của hai con này nó như thế nào nhá. Đánh thử cho các bác cùng xem. Bây giờ em sẽ đi so sánh cái chất âm của hai cái súng này cho các bác cùng xem. Thì ở đây em sử dụng con full, đó là chính con S Pro. Con full này rất là hay luôn, thực sự hay, tuyệt vời. S Pro các bác nhá, model là TV12 Technology by Friend. Đấy, công nghệ của Pháp. Đây cho các bác xem thử cái ra một chút trước đã. Bác xem qua cái bát. Bát SR của Italia. Này các bác nào chơi thì biết. Đấy, bát này chất âm thì tuyệt vời luôn. Phân tần chạy toàn tụ Bendix của Mỹ. Phân tần cực to luôn và chạy toàn tụ Bendix. Này các bác nhìn cái thùng nót này. Rất ít dòng loa mà có cái thùng nót như này. Có check chạy check Sennheiser hậu ga các bác nhá. Check Sennheiser hậu ga. Siêu hay luôn. Cái loa này chơi thì cực kỳ phê. Rồi bây giờ sẽ đi em test luôn. Đây là bật full trước nhá, bật full không có sút này. Đấy, bật full không có súp. Em sẽ cắm chiếc súp BRE bên này trước. Đây là chiếc súp BRE này. Đấy. Nhìn chung là con này nó sẽ gấu hơn này, trâu hơn này, công suất mạnh hơn này.
và con này thì phù hợp chơi gia đình hơn. Con này chơi gia đình thì các bác nó sẽ êm ả hơn. Còn các bác chơi con này thì thuộc dạng phân khúc sân khấu, nó đi rất là xa, rất là mạnh và rất là uy lực. Rồi, một con này là 12 triệu, con này là 8 triệu. Cảm ơn các bác đã theo dõi video.